Dạ kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người có ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Thì hôm nay chú Tùng của khỉ sẽ đến đây để cưa một cái cây bần. Cây bần này thì khoảng 11 tháng trước là chú Tùng đã có mé nhánh rồi. Hay lúc trước là đã có mé nhánh rồi. Thì bây giờ thì chú quay lại để cưa luôn hết cái phần thân này luôn. Thì kính mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi cái quá trình cưa cây bần này với mình nha. Cưa cái cây bằng thì chú Tùng sẽ cưa dọn dẹp mấy cái cây cắp ở dưới nha cả nhà. Một lát nữa mình nghĩ là chắc chú sẽ cho mấy cái phần nhánh rớt xuống đây nè. Cắt lục hả? Đâu? Có còn rắc. Tưởng là dây leo không á. Rồi nó màu xanh. Là của rắn lằn. Dạ. Nó chuyên môn là nó ăn mấy con côn trùng dưới đây. Hồi đợt Hoa cũng có quay ở phía dưới còn rắn bự hơn nữa. Chớp thấy. Là làm hết trơn. Thả nó đi. Con này là những cái đầu xiết thời chưa làm hay coi là khoảng cách đây cũng bò trong lũ mũi bò 7-10 năm. Bò bỏ vô lúc mũi rồi họng bò ra. Bò ra qua cái cuốn họng rồi bò ra qua cuốn họng đi. Liếu. Nó là lũ mũi. Lũ mũi ra cuốn họng. Mấy người bắt mấy con đó. Trên thì khô, còn cái này thì sống, nhưng mà nó sống là nó sống, còn cái mũ ra nhiêu cái sống như thôi chứ nó sống được đó. Tại vì cái này là hồi đó là cái mương. Rồi là nó lắp cát là nó sẽ bị mít nó rợp dễ. Rồi ở đây là có một cái lọc vừng rất là to đây nè. Rồi mấy cái đà bứng đi giờ đây là nó sâu quấy dưới này là nó động nước quá nhiều cho nên chứ nó bị tổn thương. Tổn thương là nó sẽ bị ra mũ nhiều là nó chết. Cái cây kiển mà mình bứng mà nó bị động nước là nó ướt ngay chỗ cái chỗ mình cắt cái rễ đó là nó ra mũ nhiều. Nó chết luôn. Cái gì như thường ngâm với nước bạn. Là nó sẽ kém nước à. Trên thì có gì giác chứ dưới thì có gì bình biệt. Cô chặt mấy cái phần cỏ cho cái phần gốc nó trống trải với chú Tùng dọn mấy cây xung quanh để lát nữa cưa càng sát gốc càng tốt nha cả nhà. Ở đây có con chim gì kia nó hót hay quá cả nhà.
đây là cạnh cái mé sông này. Cái sông này thì đi thẳng lên là cho ăn hủ, cầu ăn hủ. Quẹo vô mới ngay thấy chân. Cái bằng này thì toàn thấy nó chết phần trên, nhưng mà phần dưới này còn ra được mấy cái đọt. Thì là phần gốc nó còn sống đây nè. Nó còn sống tới phần trên này luôn, thì là em mới chỉ chết những hồn ngoại thôi. Dạ. Hồi đó tính chừa lại để cho nó sống, để cho nó thở. Câu hỏi rồi, cho không cắt cho sát sát. Mấy cái trụ này là toàn xi măng không á cả nhà. Ah!
chín không kịp không? Đứt rồi nhưng mà nó ngắn quá không có sức đòn bẩy. Cái lực đòn bẩy không có thì nó phải cao lên mà nó nghiêng nhiều quá nó mới lệch. Còn này mình thấy mượn cái tay đẩy vô chút. Dạ. Mượn sức người để xô cho nó đặt. Bụi này dặm nó kêu lớn thì cho mình giật mình. Cái này ba cần dùng lực mạnh để ba dẫm luôn không ba? Cái cây này á, cái vỏ này nè, nó chết rồi nó bở. Mình dẫm ở ngoài thì nó sẽ tuột. Dạ. Cho nên mình dẫm xong cho nó vô trong cái mạch gỗ của nó mới được. Dạ. Ở ngoài dạ. Này là dạ. Mạch gây. Ở trên là cái bên mà hồi đó sinh vật á là kêu là mạch gây, còn trong mạch gỗ. Dạ. Nay chú mình yên tâm rồi đó. Hết xà lật. Cái này á, ở ngoài này á lắc nó nhờ cái da này á nó mới mọc rễ là nó hút nước lên. Mạch mà cái mạch gây nè nó mới nuôi lại mạch gỗ. Rồi mạch gỗ nó nuôi lại mạch gây nó cũng liên kết vậy đó. Cũng như là bây giờ cho này là ta làm củi hết chị Năm. Chuyện cho làm củi á mà không ai kinh á, không ai xin. Rồi bà bên sông thì bà xin là bà không ai kinh mà không ai kinh cho bà. Ủa ngộ vậy, không ai xin mà không ai kinh mà cũng không ai kinh, sao dần chứ vậy? Đừng in. Là kinh á là bữa, củi á là bữa. Dạ. Ra miếng bự là ta kêu là kinh củi. Rồi cho ta không ai xin. Mà còn không ai ginh, ginh là khiên đó. Dạ. Quân giác đó, ở miền Nam mà nói là khinh. Dạ. Đó, rồi không ai xin mà không ai khinh. Rồi còn không ai kinh nữa, trời ơi. Dạ. Vậy là ba từ. Còn dựng in không à. Dựng in. Dạ. Dậm vô chén thấy nặng. Dạ, mày sử dụng sức dậm nó mới lún vô được. Chị thấy em dậm mà chó giật mình luôn á. Mình không quen mang cũng đâu có được. Ừ, chứ nó luôn mình đứng mình dở chân kia là nó nhìn cái này kia liền nó không biết bận được. Thấy nó không lên nãy nó kịp nhịp. Cái giác á, mình dịnh nghịch thấy nó cứng. Cho nên mình mượn cái đó, mình khều nhẹ cái nó đánh giỏng ở đây luôn. Chứ không có đó là cái rớt cứ thẳng xuống rớt ở đây. Nãy mình ba cái phần mượn lực của cái thầy dì giác này, nắm kéo như là cột dây vậy đó. Để nghịch cho nó quăng vào trong. Chứ không là phải cột cái sợi dây để treo qua cho nó khỏi hàng rào này. Cũng như là ông chủ nhà, ông dăm ở đây thôi. Để đem ra xong mới trồng. Chứ trong đây đâu có lỡ, trong đây là cái mương mà đâu có lỡ liếc gì mà sợ mà. Ông dăm ngoài vườn đó. Đúng rồi, dăm mà cái để quên. Để lâu quá quên. Quên thì cái lộc rừng đó, cái lộc rừng là nó có giá trị. Sau này cái người ta có mua kiển là có giá trị. Cái ông thấy vậy, nếu mà ông bứng cái bằng đi thì chết cái rừng. Cái này là nó rút mồ hôi. Dạ, cho đừng xuống con mắt. Ah.
dán hờ. Dán dán hờ. Ừ, tại vì hôm đó mới hôm từ thiện á. Dạ. Từ thiện là. Cái đó đẻo lấy nắp. Dạ. Đẻo lấy hai nắp. Dạ. Ủa sao chị gần dữ lắm hả? Khẽ làm hai rồi, đẻo hai nắp. Đẻo hai nắp. Là hai cái nắp lắp đặt đó. Vậy dạ. Ở trong này á, nếu có bọng thì chăng nữa, nữa ta còn mặt đợn, bít cái mặt ngoài. Mua ở các thêm miếng dán đắp vô. Nha chạy mà mũ ấy nhám. Dạ, mình người ta làm keo AB rồi nó khàn lại. Ừ. Ồ, rồi nãy giờ đẹp cái dây mình đây. Kéo không lên rồi. Dạ. Nãy tôi kéo không nổi á. Bà đã đạp thêm nữa. Hơn, đây em là đàn ông. Hơn đây là đàn ông. Cái này á, hồi nãy là mình nghi nó hơi giống cái dây, mình giấu dây đi nè, chứ không phải nó rớt xuống cái nó gịch con dây đi là nó sẽ gịch mình xuống đất. Ừ. Cái khúc này có cắt ra làm hang hay là gì? Không, để vậy đi là bán cho cái ông kia. Dạ. Kia cũng không có chạy cưa. Dạ. Còn ông biết số đo bao nhiêu, ví dụ ông trên mệt ông về bên 2 phân, 3 phân gì đó. Rồi nó thiếu hụt mà 2 phân thì cũng mất công. Có bằng gai phải không? Hai dạ. Không? Dạ. Bữa không đúng là bằng gai phải không? Dạ, không đúng là bằng gai. Người bán cho ông đó giờ không biết sẵn, ông mua rồi không biết sẵn kéo rồi. Trả tiền cho chị? Trả rồi. Trả tiền rồi mà để gì hả? Tại ông nó giàu lắm. Ông mua cây ông trả tiền đủ hết trơn rồi để một hoài đó. Mà vậy được cái mà sao đàn bà thương ông ba cũng vợ rồi đó. Bác cháu có coi này rồi. Đừng buồn ba con. Không có thiệt mà. Thì ba cũng vợ thiệt mà. Ông Sáu là vui tính lắm cho nên mà đặc biệt là vợ lớn không có ghen. Bà đó là máu trắng Tùng ấy. Máu trắng không ghen hả chị? À, máu trắng. Để em về em coi vợ em máu trắng không. Em tính vậy là cái người nào mà không ghen là máu trắng. À, vậy về thử vợ chưa? À, thử đi, thử coi vợ em máu trắng thì em đang đi cua ghẹ rồi chứ. Chắc về tới chứ, chắc trái nhà quá. Mà tại chắc em không còn sức lực đâu, leo trèo lên hoài rồi đâu còn sức đâu mà. Tớ leo trèo được mà. Yêu thì yếu mà ôm thì ốm. Mà biết là hai vụ đó không, cái vừa yếu mà vừa ốm mà mệt à. À, ốm chứ không để yếu hen. Ốm yếu gì cũng không được luôn. Này chim lá vô trong nhà nuôi chim gì mà nó kêu nít chim, nói chuyện á. Chích chè lửa. Chích chè lửa. Chim nuôi đó mà. Ừ. Chè lửa là chị vôi lửa đó. Nó hót là lãnh lót luôn. Rồi. Mấy giờ rồi? À 4 giờ 12 phút. Thôi 4 giờ thôi dùng nuôi đi, tại Nguyễn nay chủ nhật sớm bữa đi. Nay chủ nhật nghỉ sớm bữa. Không phải là chủ nhật mà mình cho tự mình cho chủ nhật mình mới nghỉ được. Mời làm tiếp hả? Mưa nó có thuốc sâu không mày? Cái này có thuốc vô rửa không? Lên thêm qua bắt người lên thêm qua nhà đấy rửa nhà. Xin nước rửa. Nha này bà con không xin nước hoặc là đi không có bà con gì cũng mình cũng xin được. Đây á, là nhà này á, là nhà của ông bà nội của Lâm Phạm. Dạ. Đó là gì đó người đây thì cũng nhà của bác ruột mình. Dạ. Bà con không à? Chứ mà không mời không mời có cách xưa nhà đâu. Thì cách mời không xưa đây hả Tùng? Dạ mời đây về đó là rồi. Có 150m thôi. Là về tới nhà của Chính Tùng. Dạ. Chính Tùng Du Khỉ. Mà mình mốt rồi bỏ chữ Du Khỉ đi. Tại vì có cái người đó. Cái ông đếm ở Cà Mau, ổng mãn phần rồi mà đặt cái vua khỉ. Chết đứng trên cây. Là mới mốt có cái điềm lắm. Mình mốt mình bộ đừng có vua khỉ nữa. Để chứ Chính Tùng được rồi người ta. Chính Tùng được rồi. Đây không phải cái tên đó mình đặt mà trên thế gian thiên hạ đặt. Bây giờ gặp đâu ô vô khỉ kìa, ông vô khỉ. Mà được mà hơn cái người lớn kêu được, chuyện nít kêu sợ lắm. Mấy đứa mà nó bị ngọng ngọng đất đó. Còn miết nhú hè, nhú heo ngay ngày bò qua kia, nhú nhảy qua nhảy nổi mà. Nhú là vua đỉ với đâu. Nó vậy nó tờ rồi mắc cỡ chết luôn. Ngạo mấy ngạo ngay vô dạ. Khỉ mà nó vô đẩy hết. Dạ.